Mình sẽ chia sẻ món cà tím sốt chua ngọt nhé. Trước tiên là các bạn chuẩn bị cho mình một ô nước muối loãng này, hai quả cà tím này, hay còn gọi là quả cà rái dê này. Và bây giờ các bạn cắt cho mình theo kiểu như thế này, cắt vát và dài miếng to miếng nhé. Như kiểu này để cho cà chúng ta rửa sạch cà rồi nó nhiều mặt như này thì nó sẽ dễ tiếp xúc với gia vị hơn, và phải cắt miếng to để khi mà chúng ta lấu thì nó sẽ không bị mất nó sẽ không bị nát cả. Cho luôn vào cái ô nước muối loãng như này, không là cà của chúng ta nó sẽ bị thâm nhé, để nó ra hết cái nhựa đi. Cắt vát như vậy này để cho các mặt nó dễ tiếp xúc với quả này, hơi dài nó dễ tiếp xúc với gia vị. Quả cà rái dê này này là cực kỳ tốt cho sức khỏe, công dụng thì rất là nhiều công dụng. Hay là cà tím này, nên khi chúng ta nấu ăn ấy, chúng ta dùng quả cà này thì nó vừa tốt cho sức khỏe, và khi biết cách nấu thì cà ăn rất là ngon nhé. Để các bạn ngâm cho mình từ 15 đến 20 phút, sau đó các bạn rửa sạch lại và mình đi chiên cà. Khi chiên cà xong thì chúng ta mới đi sốt chua ngọt. Vì sao lại vậy? Vì làm như vậy thì cà của chúng ta nó sẽ không bị nát, mà miếng cà nó rắn, ăn rất là ngon, màu sắc lại giữ được màu đẹp lắm. Trong khi chờ đợi cà ngâm thì chúng ta chuẩn bị này, hành tỏi để phi thơm này, để sau làm nước sốt với cà, và húng quế này cho nó thơm nhé. Cây húng quế này khi mà nấu thì chúng ta sẽ ngắt cánh ra, cái lá ra riêng, và chúng ta ngắt khúc ra chúng ta cho vào nhé, thì nó mới thơm được nhé. Cái này nó chỉ là tác dụng làm cho món ăn chúng ta thơm thêm. Hành tỏi thì các bạn đập dập, sau các bạn băm cho mình để tí mình phi thơm. Bạn nào không thích ăn tỏi thì chỉ cần cho hành thôi nhé. Rồi, và bây giờ mình sẽ chuẩn bị để mình mang đi rửa sạch cái này để mình đi chiên nhé. Rửa sạch cái hành này, cái cà này mình đi chiên. Đây, cái cà này các bạn để ý nhé, miếng cà chúng ta này nó đã hết thâm rồi này, rất là ngon như này rồi. Và bây giờ chúng ta rửa sạch. Còn nếu chúng ta mà không ngâm với nước muối loãng này thì mình đảm bảo là khi mà các bạn thái xong chỉ để 2-3 phút thôi, 2-3 phút thôi, thế là nó sẽ thâm xì rồi. Rồi mình rửa sạch rồi mình mang đi mình rán là được. Nhiều dầu một chút cho cả nguyên liệu. Cách chiên thì ngày khi mà mình sốt thì cà nó không bị nát, miếng không nát thì nó sẽ rất là ngon. Chiên xong các bạn bể ra và để ráo dầu vào được, rồi sau đó mình đi làm nước sốt. Xong cái phần cà để đây chiên nhé, còn nửa vừa và chiên ấy, thì mình sẽ đi làm cái nước sốt, tí nữa mình sốt cả. Ở đây nước sốt mình không dùng nước mắm mà mình dùng nước tương. Mình không dùng nước tương mà mình dùng nước mắm. Và đây là dầu hào, các bạn cho mình một thìa ăn phở dầu hào, nửa thìa cà phê bột nêm, một chút xíu bột ngọt. Vì cái sốt chua ngọt này, cho nên chúng ta cho thêm ít bột ngọt, một thìa cà phê đường, hai thìa cà phê đường nhé. Mình làm sốt chua ngọt, giấm cho mình 3 thìa cà phê giấm nhé. Tí nữa mình sẽ nêm nếm lại cái gia vị khi mà chúng ta sốt trên chảo, và nước mắm cho mình một thìa ăn phở. Rồi. Thêm 1,5 thìa ăn phở nước nọc để cho nó hòa tan cái hỗn hợp này lên. Và chúng ta sẽ đợi khi cà được thì chúng ta sẽ đi phi thơm hành tỏi.
và cho cái hỗn hợp này vào, chúng ta đun sền sệt nhé, đun với cà cho nó sền sệt là được. Còn cái vị chua vị ngọt tí là chúng ta có thể điều chỉnh sau. Còn nguyên liệu ở đây là có đường này, có chua ngọt này, có đường này, giấm này, muối này, bột ngọt này, hạt lựu em nếu cho một chút cho nó đậm đà này, và nước mắm. Các bạn không dùng nước mắm, mắm thì các bạn thay bằng nước tương cho mình nhé, mình thích mùi nước mắm hơn, mình dùng nước mắm. Và các bạn có thể điều chỉnh cái lượng này theo khẩu vị của gia đình. Càng sắp được ấy, mình chỉ cần đập miếng cà lên trên mặt cà được. Cà chiên như này nó vẫn giữ được cái độ giòn của cà. Khi miếng cà nó mềm nhé, đây các bạn, à, mềm nhưng nó không hề bị nát này, nó chín rồi đấy. Mình vớt miếng cà ra nhé, các bạn nhìn thấy không? Miếng cà rất là đẹp mắt. Giữ được cái màu rất là đẹp luôn. Các bạn nào mà thích ăn không cần sốt thì các bạn chỉ cần như này và các bạn chấm gia vị và các bạn thích không? Mình món cà gáy dê chiên này nó rất là ngon mà lại bột sữa. Xong rồi đấy. Nếu mà các bạn mà không muốn ăn sốt chua ngọt, nhà mình làm sốt chua ngọt ai thích ăn cái gì. À, bây giờ mình bỏ cái dầu này đi để lại một chút xíu. Để lại một chút xíu như vậy. Cho tỏi, hành và phi thơm lên. Phi khoảng 30 giây thôi. Không phi vàng thì cần phi nó bốc mùi thơm lên là được. Các bạn từ từ các bạn đổ cái hỗn hợp nước sốt này vào. Đổ cái hỗn hợp nước sốt này vào. Ok các bạn, đun nó sủi lên, hòa tan hết cái hỗn hợp nước này là được. Rồi. Như này là được rồi nhé. Và bây giờ chúng ta cho cà vào, chúng ta rim. Rim cho cái nước này nó cạn đi là được nhé. Là chúng ta có, các bạn nào muốn lấy cái nước dưới thì các bạn có thể để cho cà nó còn một chút nước, còn không thì cứ rim cho nó cạn, nó sền sệt lên thì nước nó sẽ ngấm hết vào trong cà này nhé. Cho nửa vừa phải, không cần để to quá. Gia vị thì chua ngọt rất là vừa phải và ngon rồi, không cần phải cho gì nữa. Mời các bạn đảo nhé, đảo nhẹ nhàng nhé, để nó không bị nát. Sắp được rồi đấy, thỉnh thoảng mới đảo, không cần đảo nhiều. Đợi thêm một chút xíu nữa là được. Miếng cà đã được rồi nhé. Bây giờ chúng ta nước nó cũng sền sệt lại rất là ngon này rồi. Chúng ta ngắt những cái lá hương quế nhé. Chúng ta cho vào. Ngắt ra thì nó mới thơm nhé. Tắt bếp thì chúng ta mới cho vào nhé các bạn nhé. Không là để, không là nó sẽ bị thâm lá, nó sẽ không ngon. Để một vài cái lá, để tí nữa mình rắc lên trên. Và bây giờ các bạn đảo đều lên cho mình. Thì sức nóng ở cái chảo và từ trong cái bản thân cái miếng cà nó làm cho cái bún này nó chín tới màu rất là đẹp. Đấy là đã xong rồi đấy. Và cho ra vào thưởng thức thôi.
mình có cái hỗn hợp sền sệt, một chút xíu sền sệt này, đấy, các bạn thấy rất hấp dẫn. Và giờ chúng ta sẽ cho vài cái lá húng quế lên trên. Như vậy là chúng ta đã xong được món cà sốt chua ngọt, cà tím sốt chua ngọt, các bạn thấy không? Cực kỳ ngon và hấp dẫn ạ. Giờ mình sẽ dừng cái clip này ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Món này ai cũng thích ăn mà. Và ăn với cơm trắng rất là hợp.